Vâng, và hôm nay Lê Tuấn lại có mặt ở tại Phú Giáo, Bình Dương các bác nhá. Là hôm nay Lê Tuấn sang đây thì có một cuộc điện thoại gọi cho Lê Tuấn. Có một ông chủ có một chiếc xe MBZ đời 80, máy 80 đời 9, đời 83 các bác nhá. Vâng, hai cầu, cầu độ. Tình trạng của xe thì chủ nhà báo là có ngoặc cầu 11 tấn đồng bộ và giá báo giá là 200 triệu các bác nhá. Thì trước tiên thì Lê Tuấn đi review cho các bạn này đằng sau này để xem cái mọt, mọt đồng bộ đây các bác này, và có cả cặp kiếm đầy đủ đó nhá. Và mọt thì tình trạng như thế này thì tất nhiên là đang còn xài, chủ nhà nói chung là công việc thì xe còn tình trạng đang còn hoạt động, cho nên là chủ nhà bán. Thì Lê Tuấn lên đây review rồi, bây giờ cháu lên nổ máy không? Trước tiên thì nổ máy cho anh em, nếu như các bác nào đang cần em mà tôi giết đúng không, máy 80 đời 83 thì các bác liên lạc với em nhé. Và bây giờ đây có cabin đầy đủ, mọc đầy đủ như vậy đấy. Bây giờ các bác tí nữa để nổ máy xong nó bộ đấy, nó bộ bắp cũng tiếp chưa. Rồi tắt đi. Rồi tắt. Rồi tắt máy cháu ơi, tắt máy thôi. Vậy được rồi. Vâng, và những màn tiết máy của em ở TZ vừa qua đã xong đúng không ạ? Và Lê Tuấn có nhiệm vụ đưa các bác đến để xem. Tức là Lê Tuấn đang đứng ở ngoài và giờ Lê Tuấn trực tiếp đến để chúng ta xem kỹ hơn các bác nhá. Đấy thì lâu lắm rồi, bây giờ cũng ít khi có đồ cổ để chúng ta nhìn. Nhưng mà các bác nào mà ở bên Tây Ninh thì các bác có lấy về để pha chế hoặc làm cái gì thì tùy các bác. Về cái dòng xe này các bác rất rành các bác nhá. Đấy thì trước tiên em vẫn nói là em chưa rành những vấn đề này nhiều nên em mong các bác thông cảm cho em. Đấy thì trước hết thì đây có biển số nhưng không có giấy tờ các bác nhá. Đấy và hình thức đây, đấy như vậy này. Đấy, đấy hình thức như vậy. Và chắc chắn đây là cầu chế các bác nhá. Đây cầu chế. Nói về cầu chế này thì em muốn nhắc các bác là ở công ty Phúc Khang em đã từng review cho các bác một cái cầu chế như thế này. Đấy, và cuối cùng thì em cũng đã bán được. Nhưng mà phải 3 tháng sau em mới bán được. Thì đầu tiên kêu hơn 200. Cuối cùng em bán 150 triệu. Có giấy tờ. Các bác nhá. Và xe vẫn còn coi như hoạt động tốt và nổ rất êm. Cũng như xe này. Thì mong các bác coi như là kỹ lưỡng, xem xét. Bác nào mà trong cái... phân khúc đồng tiền các bác cứ trả giá vậy nha, các bác trả giá. Và hôm nay em review thì nổ thì em đã quay nổ cho các bác rồi đúng không ạ? Đấy, và nẹt bô cũng đã nẹt bô, còn hình thức của em đó là như vậy đó, một màu như này thôi. Đấy, cabin có này cũng như xe kia, và tất nhiên là bánh này thì đã mòn các bác nhá, bánh trước mòn rất to, rất vật vã nhưng mà nó đã mòn rồi. 13-6-20 các bác này, 13-6-20 là răng liền khối luôn, tất cả 8 ốc xịn sò. Nhưng ở góc độ thứ nhất thì các bác xem máy đây nào. Đôi khi nó cũng lại có gì đấy thì của dân xài vậy nha, dân xài, cho nên là các bác phải hết sức lưu ý ở vấn đề thứ nhất là trăm nghe không bằng một thấy đúng không, trăm thấy không bằng một ra. Thì em chỉ review cho các bác như vậy thôi, còn các bác điện thoại cho em là em sẽ đến dẫn các bác đến để bác xem rồi trả giá các bác nhá. Ở những hạng xe như thế này, hạng mục này thì rất cần bán các bác nhá. Cho nên các bác cứ lưu ý cho đó cho em. Đấy, còn việc em review là em review như thế nào thì các bác thông cảm sai sót nhiều ở trong lĩnh vực xe này. Tại vì xe là đời cổ cho nên là em không rành lắm. Đây này, thì cái chỗ này thì chủ nó gắn cái kèn vào đây thì em không coi được các bác nhá. Đây này. Đây.
Cái chỗ này là cái chỗ năm sinh thắc đẻ, nhưng mà chủ gắn cái kèn vào rồi thì em không quay được nữa, thì các bác thông cảm. Còn bây giờ chỗ con heo đây nhá, đây con heo này, số đây đấy nhá, đấy các bác nhá, đây rồi. Rồi, rồi đây. Đấy. Nói về cái dòng MBZ này thì rất bậc tiền bối của em trong kênh rất chỉ là hâm mộ ở những cái em này. Đấy, nhưng mà xe thì nó hơi bẩn, cho nên các bác thông cảm. Đấy, em chỉ review về cho các bác này. Đó, đó nha. Để các bác xem rõ cho em một chút. Đấy, đấy có nhiều chỗ thiếu sót bởi rất dơ, cho nên em chỉ như vậy cho các bác thôi. Còn cái chỗ này tiếc nhất là cái chỗ này. Đấy, là bị cái kèn nó che lại. Thì nghe nói chủ nói là máy 80. Máy 80 đời 83. Các bác nhá. Đấy, đùi vuông. Đây, đùi vuông. Đấy. Những chiếc xe này thì các bác biết rồi, chân cẳng giò cao các bác nhá. Đấy, giò cao và nói chung là thuộc diện là những siêu mẫu. Ý em vẫn nói là nó thực dạng là mãnh liệt đấy, cao ráo to đùng. Nói chung là những em này là phải nói là cực kỳ là mạnh các bác nhá. Đấy thì em đứng đây luôn, em review cho bác coi luôn cái cabin. Đấy, cái cabin để các bác này. Em không hiểu sao cái máy của em dạo này nó sao nó mờ. Đấy, nhưng mà thôi được rồi, các bác thông cảm cho em một tí. Đây, tí nữa em phải chỉnh vào hệ thống tự động, không biết em đung vào chỗ nào. Đây các bác nhá, đây này em đã ấy rồi thì em đang đứng như này cho các bác coi này. Đấy, và em lấy lại gần này. Xe thì đề cái là nổ ngay bác nhá. Đấy, lúc đầu em đã đề nổ rồi cho các bác rồi. Đây, và bánh đây đã mòn này. Em việc em quay lên cho các bác là việc của em, còn trả giá là việc của các bác nhá. Đấy, còn em kỹ lưỡng em quay như thế nào thì các bác thông cảm, coi được cái nào các bác cứ coi, rồi sau các bác điện thoại cho em. Đấy, rồi thứ hai nữa là 10 18 4 30. Đây các bác, vỏ đấy. Đấy, vỏ này thì còn được 65% vậy nha, 65 đến 70%. Đấy, theo sự đánh giá của các bác, hai vỏ hai bên như nhau, còn la răng của em nó là như vậy các bác nha. Đấy, vỏ này là em thấy toàn chữ Tây à, cho nên là cái này các bác đây, em lấy gần cho các bác xem luôn. Đấy, chứ không phải của Nguyễn Đình mà cũng không phải là của coi như là Otani. Đấy, rồi bây giờ em đi gần vào thì chỗ này nó hơi lầy, cho nên em phải tránh một tí. Trước khi vào thì cái mọt này cũng nói về mọt thì cái này cũng đã tàn phế, nó thuộc dạng là mọt cũ. Các bác nhá, không chửi nhiều quá. Thì các bác cứ biết rồi, cái em mà MTZ này thì em này thì cày dữ lắm. Mọt này là cầu 11 tấn, bánh đôi, bánh to nhất luôn, 12-0020. Em khỏi gần coi em cũng biết loại này. Đấy, em chấp cái bác luôn, 12-0020. Rồi, còn cầu 11 tấn, 2 tầng nhíp, dàn sexy là đồ chết luôn, dày dàn kinh nghiệm. Các bác nhá, em không cần phải nói nhiều ở đoạn này. Thì các bác đã biết rồi, một cái MTZ thì đẳng cấp của MBZ đi đâu đi thì kéo cái mọt phải là đẳng cấp, chứ không thể nói không đẳng cấp được. Thứ hai nữa là em nhìn thấy ở bên trong này là một cái ti bò lớn, một ti bò các bác nhá. Đấy, tất cả cái gì ở trong cái hệ thống của MBZ và đến cái từng loại như 6600, 4 6600 trên 7600 các bác nhá, và hàng trang to thì mọt nó phải đồng đều để nó mới xứng đáng được cái máy của cái dòng xe đó. Đấy, rồi em tiếp tục em lại chỗ này thì riêng cái đầu của MBZ hôm nay là có cặp kiếm luôn các bác nhá. Đấy, cặp kiếm này. Đấy, cặp kiếm của MBZ thì các bác biết rồi, nhất bác nào là đang còn thích ở bên MBZ thì các bác sẽ nghiên cứu và các bác xem xét và bình luận các bác nhá. Đấy, hai thùng dầu đây, và các bác liên tưởng luôn là em cho các bác xem luôn là hai vỏ như nhau, mòn như nhau. Đấy, cặp kiếm như nhau các bác nhá, và tất cả ti thụt
và tất cả các dàn. Đấy. Và mọi đầy đủ hết cho các bác. Đây. Chữ A rất lớn. Đấy. Và được bọc rất cẩn thận các bác nha. Bọc bên này, bọc bên kia úp lại với nhau. Rất cẩn thận. Thì đã nói đồng bộ thì các bác biết rồi, đúng không ạ? Đồng bộ thì nó cao dàn. Đấy, cao dàn. Thứ hai nữa là nó dễ sử dụng cho các bác, nó có thắng hơi và lá kê luôn cho các bác. Cứ mỗi là 5 giây. Đúng, hơi này, đi này, đường đĩa này. Đó. Đấy, mọi cái là như vậy. Thì em đang đứng đây luôn thì em nói các bác là cái bứng trước là không có luôn. Đấy, bứng sau thì có cái cửa đằng sau. Còn bứng trước này thì không biết đi đâu, à có luôn bên kia. Tức là hai cái đều mở vô mở ra các bác nha, có bứng luôn. Nhưng mà mở thoáng. Rồi, ở mức độ của cái mọt thì em đứng đây thì các bác biết rồi. Nó cũng thuộc diện là cũ lắm rồi. Alo anh nhỉ? Không, không cần tối, miễn là bây giờ anh lại quay được rồi. Còn tối trên ông kệ, cứ báo giá. À nếu vậy thôi, để cho dịp khác chứ không có tối được, anh không ở đây được nữa. Rồi chờ dịp sau. Nhưng mà zone nào đấy em nhỉ? Đời mới nhưng mà em cho anh biết là thông số của nó là bao nhiêu? Ba mấy hay là hai mấy? À rồi. Rồi giá bao nhiêu nhỉ? Rồi ok, rất là thôi. Vậy thì để cho dịp sau. Rồi ok. Rồi. Rồi Lê Tuấn đang quay, có người điện đến để quay cái zone đe. Mà trong kênh của Lê Tuấn thì bán được zone đe rất gì là nhiều. Và rất nhiều người đang cần zone đe các bác nhé. Cho nên là Lê Tuấn thì nhân tiện xuống đây thì thấy zone đe thì Lê Tuấn cũng phải hỏi để Lê Tuấn quay cho anh em. Nhưng mà bây giờ là hôm nay Lê Tuấn quay cái này xong là Lê Tuấn phải về. Bây giờ lúc này đã 11-12 giờ trưa của thứ bảy. Rồi và tiếp tục Lê Tuấn đi vào công việc tiếp của chúng ta để review bên này cho các bác luôn. Đây này. Đấy, đây là sản xuất ra hơi này, đây là bình điện vẫn vậy các bác nhá. Hơi rỉ một tí thì nhà vườn làm không có lau chùi cho nên là nó như vậy. Rồi. Bình hơi đầy đủ các bác nhá. Vừa trước. Đây cầu trước thì lấy ra rồi. Đây tháo ra, bởi vì hiện bây giờ thì không cần đến cầu trước cho nên là chủ tháo ra. Nếu bác nào mà thích thì về lắp vào. Đấy. Đấy nha. Lấy lắp vào rồi nha. Đấy. Thì các bác nào ở bên cầu trước các bác rành. Có nha. Đây là do những nhà cơ khí của Tây Ninh. Người ta độ chế cái cầu trước. Thì có sao em nói như vậy. Còn ngoài ra là do các bác bình luận ở bên kia. Rồi đây. Thì đằng này nó cũng như vậy thôi. Đấy. Rồi em đi ra sau một chút nữa. Hai vỏ như nhau. 18-430 các bác nhá. Này em không lấy nhiều. Em đi vòng quanh một lượt nữa thôi cho các bác. Đấy, cặp kiếm như nhau hết. Được táp thêm và độ thêm và để cho nó mạnh hơn. Đấy là. Đây các bác này. Rồi em đi ra sau một chút. Đây. Rồi. Lại cuối cùng. Đây các bác này. Bên kia thì nó vướng em không ấy được nhá. 12-0020 em đoán ngay đúng các bác. Đấy. 12-0020 là cái loại vỏ lớn nhất của bánh sau, bánh đôi của chiếc băng này là răng đang còn nghi xuyên. Đấy, bánh đôi vỏ thì đây một cặp, hai cặp giống nhau thì còn rất gì là ngon. Nếu như các bác mua về thì vẫn còn xài tốt, xe đang trong tình trạng của chủ đang làm, nhưng mà vì điều kiện cũng như em nói các bác rồi, lạm phát đây là công việc ít nên là chủ bán bớt các bác nhá. Đấy, đây này, cầu này bật vã to đùng. Đó, nói chung là điểm cái loại xe này thì nó dài dặn rồi chứ không phải mới gì nữa. Cho nên mong các bác, tôi nhờ là ai cần thì các bác điện thoại cho em dẫn đến, các bác sẽ mua về và các bác gặp chủ trả giá các bác nhé. Rồi và cuối cùng thì em cũng đã lên một video cho các bác nào đang cần ở cái dòng MBZ và mọt này, nhất là các bác Tây Ninh, các bác về sửa chữa, các bác về độ lại hoặc như thế nào thì ra tùy các bác. Còn nhiệm vụ của em cũng đã xong. Và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn đến các bác đang theo dõi kênh của em. Và em gửi đến các bác một lời chân thành. Mong các bác nhấn like cho em. Và thứ hai, các bác cũng là những người theo dõi kênh của em. Em không bao giờ phụ lòng các bác. Và cuối cùng, em xin dừng lại video ở đây. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại video sau.